Đây là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Trước năm 1975, thì đây chính là dược liệu mà chúng ta xuất khẩu rất là nhiều. Mỗi một năm, nước chúng ta có thể xuất khẩu vài chục tấn. Cũng vì tình trạng khai thác bừa bãi, cho nên bây giờ dược liệu này rất là khan hiếm. Nhưng mà cũng rất là may mắn, nhiều bà con mình đã nhân giống thành công và bảo tồn giống tại gia đình. Vậy thì loại dược liệu này nó có tác dụng như thế nào mà gọi là dược liệu quý? Đầu tiên Lâm xin giới thiệu đến quý cô bác anh chị và các bạn mình một số tác dụng cơ bản của loại dược liệu này. Về tên thường gọi thì đây chính là dây ruột gà. Đấy. Nhưng khi bà con mình xem hết cái video này, bà con mình biết được cái tên thường dùng của nó, thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ hiểu ngay đến tác dụng của nó. Nhưng mà có một số tác dụng không nhiều bà con mình biết. Vậy thì bây giờ Lâm xin giới thiệu đến bà con mình những tác dụng mà có thể bà con mình không biết về dây ruột gà. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến bộ phận sử dụng của dây ruột gà. Bộ phận sử dụng chủ yếu là phần rễ phình to, hay chúng ta gọi là phần củ. Đó. Rồi, về cách sơ chế thì Lâm sẽ chia sẻ sau. Bây giờ chúng ta đến với phần tác dụng của loại dược liệu này. Đầu tiên, đó là bổ tinh túy, khử phong thấp, trị đau nhức, bổ não, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể đối với môi trường bên ngoài. Nhưng mà hay hơn hết thì Lâm nghĩ đó là tăng độ dẻo dai cho cơ thể của chúng ta. Có nghĩa là tăng sức bền trong các cái hoạt động lao động hàng ngày. Đó. Vậy thì loại dược liệu này nó sẽ rất phù hợp đối với những người mà lạnh ở trong người. Đấy. Những người lạnh ở trong người thì dùng loại dược liệu này rất là tốt. Loại cây này bình ổn được lượng đường huyết. Loại cây này hạ được huyết áp. Những người lớn tuổi thường hay đau mỏi ở các khớp, đó, đứng ngồi chân tay không có lực thì nên dùng cây này. Và Lâm thấy có một tác dụng rất là tốt đối với tất cả mọi người, đó là bộ não. Bây giờ thì chúng ta xử lý công việc rất là nhiều, cho nên bà con mình phải cần thiết có một loại dược liệu nào đó để giúp cho bà con mình bộ não, có nghĩa là tăng thêm trí nhớ, giúp ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Như thế thì sức khỏe của chúng ta sẽ luôn luôn được đảm bảo ở một trạng thái tốt. Trong lúc Lâm chia sẻ tác dụng cũng như là cách dùng của dây ruột gà thì Lâm sẽ cố gắng thay đổi các góc máy, từ đó thì giúp cho bà con mình có thể nhận dạng được dược liệu này ở ngoài tự nhiên. Loại dược liệu này thì Lâm nghĩ bà con mình sử dụng rất là dễ, bởi vì bà con mình có thể sắc thuốc để dùng, có thể tán bột để dùng, có thể ngâm rượu để dùng. Đấy. Đối với loại dược liệu này thì nếu như bà con mình thu hoạch cái phần củ hay là cái phần rễ phần to của nó về nhà thì chúng ta có rất là nhiều cách để sơ chế cái phần củ này. Sau khi mà chúng ta đã rửa sạch rồi thì bà con mình thường á, thì chúng ta sẽ ngâm với cẩu kỷ tử, gừng, rồi cam thảo. Nhưng mà Lâm thấy có một cách rất là đơn giản ai cũng làm được, đó là chúng ta đồ với muối. Đồ có nghĩa là chúng ta luộc đó bà con. Thì sau khi bà con đã có được cái phần củ của dây ruột gà này rồi, bà con mình rửa thật là sạch bùn đất, chúng ta cho vào trong nồi.
chúng ta cho một lượng muối đúng theo liều lượng. Theo liều lượng thì cứ mỗi 1kg củ của dây ruột gà này, bà con mình sẽ cho vào 20g muối. Chúng ta luộc, chúng ta đồ lên. Khi củ chín thì bà con mình tiến hành tách bỏ lõi. Cái lõi bên trong của nó rất giống củ sắn hay là củ mì. Đấy, chúng ta không được sử dụng cái phần lõi này. Chúng ta chỉ sử dụng cái phần thịt củ hay là thịt rễ thôi. Sau đó thì bà con mình có thể tiến hành dùng cái phần thịt củ hay thịt rễ này phơi khô để chúng ta bảo quản tốt và dùng dần. Vậy thì sau khi chúng ta đã có được cái phần thịt củ hay là thịt rễ của dây ruột gà này rồi, bà con mình sử dụng giúp cho Lâm á 20g khô củ của dây ruột gà này đã được tách lõi. Bà con mình kết hợp cho Lâm là 20g nhục thung dung, 20g ngũ vị tử. Ngũ vị tử là một trong những dược liệu mà nó bổ ngũ tạng của chúng ta, đúng không? Bà con mình bổ sung thêm cho Lâm 20g ngưu tất. Nếu như bà con mình không có ngưu tất bắc thì bà con mình thay thế bằng củ của cây cò xước, có nghĩa là ngưu tất nam. Đó, 20g. Thỏ ti tử, bà con mình kết hợp cho Lâm á, là 10g. Được nữa thì bà con mình thêm vào đó 10g thục địa. Thục địa thì bà con mình phải ra tiệm thuốc bắc để mua rồi, bởi vì cách chế biến của nó rất là cầu kỳ. Đó, nhà ai có đinh lăng thì cho vào trong bài thuốc ngâm rượu này 30g củ đinh lăng 3 năm tuổi. Ai không có củ đinh lăng ra tiệm thuốc bắc mua giúp Lâm 10g nhân sâm bỏ vào. Bài thuốc này chúng ta ngâm 1 tuần là sử dụng được. Mỗi 1 ngày bà con mình sẽ sử dụng 2 lần, mỗi 1 lần 20ml. Rượu này có dược tính rất là mạnh, cho nên bà con mình không nên uống quá liều lượng. Đó là công thức ngâm rượu cũng như là cách dùng dây ruột gà kết hợp với một số dược liệu khác để giúp cho bà con mình ngâm rượu có một cái bình rượu tuyệt vời. Rồi, nếu như bà con mình có đẳng sâm thì có thể cho tham gia vào bài thuốc ngâm rượu này ở liều lượng là từ 10 đến 15g khô. Đó. Tác dụng của bài thuốc này thì Lâm đã chia sẻ ở đầu video rồi. Bà con mình có thể quay lại đầu video để tham khảo tác dụng của nó ha. Lâm nghĩ tác dụng của nó như thế thì rất là tuyệt vời rồi, đúng không bà con? Đến đây thì Lâm xin bật mí với bà con. Ngoài tên ruột gà thì loại dây này nó có tên là ba kích thiên hay là dây ba kích. Bây giờ thì thường chúng ta sẽ sử dụng ba kích tím của tỉnh Quảng Ninh, nhưng loại ba kích rừng thì như thế tác dụng là cao nhất. Nói đến đây chắc là bà con mình hiểu đến tác dụng của nó rồi. Lâm xin một lần nữa nhắc lại cho bà con mình biết, đây là loại dược liệu bổ tinh tỷ, tăng sức chịu đựng của cơ thể đối với môi trường bên ngoài, tăng khả năng dẻo dai trong mọi hoạt động của cơ thể, rồi giúp cho chúng ta trị được các chứng về tê thấp, đau nhức xương khớp, đặc biệt là những người lớn tuổi thì gần như khi bà con mình sử dụng vài ngày loại dược liệu này thì các triệu chứng này đã giảm rất rõ rệt rồi. Đấy. Hôm nay Lâm có một bài thuốc ngâm rượu để giúp cho bà con mình có thể là chúng ta làm một lần, chúng ta sử dụng lâu dài. Đối với bài thuốc ngâm rượu này á, thì bà con mình sẽ ngâm với 1 lít rượu. Nếu như được, bà con mình có thể ngâm với rượu nếp cho nó thơm ngon. Rượu để ngâm thì có độ khoảng từ 40 độ trở lên. Đó là những điều bà con mình chú ý ha. Về cách sử dụng bài thuốc sắc của loại dược liệu này thì bà con mình có thể dùng cho Lâm là từ 8 cho đến 16 gram cái phần củ của nó đã được rút lõi. Bà con mình kết hợp cho Lâm là ngưu tất hoặc là cỏ xước, cái phần rễ của nó là 15g. Thỏ ti tử bà con mình sử dụng cho Lâm là từ 3 đến 5 gram. Rồi, nếu được nữa, bà con mình cho vào thêm từ 5 cho đến 10g đẳng sâm. Bà con mình sắc thuốc, bà con mình dùng. Hàng ngày á thì liều lượng sắc thuốc là như thế. Bà con mình có thể sắc với khoảng 600ml nước, khi nào nó cạn còn 200 thì chúng ta tiến hành chúng ta chắc ra. 200ml nước này
bà con mình chia ra 3 lần bà con mình sử dụng. Lâm nghĩ đối với những người mà không dùng rượu được á, thì đây là một cái bài thuốc sắc trị các chứng đau nhức cơ thể cũng như là giúp bồi bổ cơ thể, đặc biệt là về cái phần tinh tủy, về cái phần não, rất là hay và rất là hiệu quả. Bà con mình chỉ cần sử dụng sau vài lần thôi thì như thế nó đã có tác dụng của bài thuốc rồi. Vừa rồi thì Lâm đã chia sẻ cho bà con mình về những tác dụng rất là hay mà ít người biết đến loại dược liệu dây ruột gà. Nhiều bà con mình chỉ biết đến một số tác dụng cơ bản của nó thôi. Nhưng khi xem hết video của Lâm, bà con mình biết được rằng đây là một dược liệu bổ não, một dược liệu bổ tinh tủy, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể đối với môi trường bên ngoài, cũng như là tăng sự dẻo dai trong hoạt động lao động của cơ thể. Đúng không ạ? Vậy thì thông qua cái video này, Lâm muốn gửi đến cho bà con mình những cái thông điệp. Thứ nhất, nếu như chúng ta để ý đến tác dụng của các loại dược liệu và chúng ta đi sâu hơn, thì chúng ta sẽ có những tác dụng đôi khi chính bản thân chúng ta đang rất là cần. Nếu như bà con mình muốn có được những cái điều này thường xuyên thì bà con mình có thể đăng ký kênh của Lâm. Bởi vì Lâm muốn khai thác tất cả các tác dụng tốt của các loại dược liệu, những tác dụng rất là hay của những loại dược liệu bình thường mà có thể bà con mình bao nhiêu năm nay vẫn không biết được. Công việc của bà con rất đơn giản, chỉ nhấn vào nút đăng ký và chọn biểu tượng chuông nhận tất cả thông báo. Thì như thế, mỗi lần Lâm đăng video, bà con mình vào xem chỉ 5-3 phút thôi, nhưng bà con mình có được những tác dụng rất là bất ngờ về những loại dược liệu mà có thể bà con mình đã rất là quen thuộc rồi. Rồi, đến đây thì Lâm xin cảm ơn quý các anh chị cũng như là các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Lâm. Lâm rất mong nhận được ý kiến cũng như là phản hồi từ quý bạn anh chị và các bạn mình. Còn bây giờ thì Lâm xin gửi lời kính chúc sức khỏe. Lâm rất mong bà con mình sẽ khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bạn anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.